Phần mộ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp, gây hư hại. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền cho biết ông chuẩn bị tu sửa mộ phần của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Nam nghệ sĩ lên tiếng không phải để trách móc, chỉ muốn khán giả tôn trọng người đã khuất khi đến đưa tang. Sau 4 ngày tổ chức tang lễ tại nhà, linh cữu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được quàng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương ngày 9 tháng 3. Ông Hoàng cải lương tuồng của an táng gần mộ phần của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Tại ngày đưa tang, hàng nghìn người, bao gồm YouTuber, khán giả ái mộ nam nghệ sĩ, người dân hiếu kỳ tại nghĩa trang, gây khó khăn cho đội nhà quàng trong việc di chuyển quan tài của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào chỗ chôn cất. Sau tang lễ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền phản ánh tình trạng nhiều người thiếu tôn trọng nghệ sĩ, trèo lên phần mộ người đã khuất. Nam nghệ sĩ đau lòng khi thấy mộ phần của vợ bị hư hại, phần mái trên mộ bị gãy. Nhiều mộ phần của nghệ sĩ nổi tiếng bị giẫm đạp, nhất là mộ của Thanh Kim Huệ, có người treo cả bịch cà phê lên. Tôi đau lòng khi nhìn thấy mộ phần của vợ tôi xơ xác. Có người leo lên cả đỉnh đầu mộ phần khiến phần mái bia mộ gãy một bên, chậu kiển bể vụn, cây hoa bị tróc gốc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền chia sẻ. Nam nghệ sĩ nói cho biết gia đình lường trước việc người dân xuất hiện quá đông nên có mặt tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Đông từ sớm. Đến khi hoàn tất lễ hạ huyệt của Vũ Linh, gia đình dọn dẹp cho gọn gàng. Những gì xảy ra tại mộ phần của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ khiến Thanh Điền buồn. Ông hiện chuẩn bị tu sửa mộ phần của diễn viên Ngao Sọ Ốc Hến. Tôi lên tiếng không phải trách khán giả. Tôi muốn khán giả thân thương tránh mắc phải sai phạm không đáng có. Tôi mong mọi người thông cảm và đồng lòng bảo vệ giá trị quan trên mộ người đã khuất, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền nói. Trước đó, Thanh Điền nhiều lần chia sẻ hình ảnh tiếc thương tài danh sân khấu Vũ Linh qua đời. Khi thăm mộ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, nam nghệ sĩ rơi nước mắt khi nhìn thấy đáy huyệt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hôm nay thăm mộ Thanh Kim Huệ, không biết được chừng nữa tôi cũng nằm sau lưng Vũ Linh. Đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Nhiều YouTuber, streamer, người dân theo tang lễ của nam nghệ sĩ từ các đêm viếng tại nhà đến khu vực chôn cất. Tại ngày đưa tang, người trong gia đình nhiều lần lên tiếng nhắc nhở tình trạng bát nháo, tụ tập quá đông tại khu vực làm khó việc di chuyển quan tài đến chỗ hạ huyệt. Nhiều trường hợp vì muốn theo dõi rõ hơn không ngại xô đẩy, thậm chí leo lên các ngôi mộ chỉ để nhìn khung cảnh an táng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Một số người dân chống đối đội ngũ dân quân tự vệ khiến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng cầu xin, nếu yêu thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, xin mọi người hãy lui lại để đội mai táng đưa quan tài vào và mọi thứ được diễn ra suôn sẻ. Theo thông tin từ gia đình, trước giờ hạ huyệt, khán giả đồng loạt hô to Vũ Linh mãi trong tim khán giả. Tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nằm cạnh nhiều tài danh sân khấu đã tạ thế như nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ.